chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Lộ diện thông số kỹ thuật, giá bán của Redmi 9, Redmi 9A và Redmi 9C. Redmi 9A sẽ là smartphone rẻ nhất trong 3 phiên bản này, sở hữu một màn hình IPS LCD có kích thước 6.53 inch với độ phân giải là HD+. Máy đi kèm với vi xử lý Helio G25, đồ họa GPU Mali G31. Hiện thông tin về chip vẫn chưa có, nhưng đối với chip MediaTek dòng G, chúng ta có thể hy vọng một vi xử lý có hiệu năng khá với sức mạnh đồ họa được cải thiện. Về camera, Redmi 9A sẽ có một camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 5 và 13 megapixel. Một trong những thành phần tốt nhất của Redmi 9A là viên pin có dung lượng 5000 mAh được sạc thông qua cổng USB Type-C, nhưng vẫn chưa rõ có hỗ trợ sạc nhanh hay không. Redmi 9A có bộ nhớ RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ thông qua khay cắm thẻ nhớ và nó có thể hỗ trợ tối đa lên tới 512GB. Ngoài ra, Redmi 9A còn đi kèm với cảm biến vân tay. Đến với phiên bản Redmi 9C là smartphone mới của dòng Redmi 9 và sự khác biệt giữa Redmi 9C và Redmi 9A là không nhiều. Nó cũng sẽ có một màn hình IPS LCD có kích thước 6.53 inch với độ phân giải là HD+. Smartphone này cũng sẽ dùng chung chip Helio G25 cùng với 3GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ngoài trừ bộ nhớ cao hơn, bây giờ chúng ta sẽ nói tới sự khác biệt đáng chú ý nhất của Redmi 9C và Redmi 9A, đó chính là thiết lập máy ảnh. Redmi 9C sẽ có một bộ camera kép ở mặt sau, bao gồm hai cảm biến 12MP và 2MP, trong khi mặt trước vẫn đi kèm với một camera đơn 5MP. Redmi 9C được trang bị một viên pin có dung lượng 5000 mAh và sạc qua cổng USB Type-C giống như Redmi 9A, và Redmi 9C cũng sẽ đi kèm với cảm biến vân tay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản cao cấp nhất là Redmi 9. Smartphone này có một màn hình IPS LCD đi kèm với độ phân giải Full HD+ với kích thước 6.53 inch. Redmi 9 sẽ có tới 4 camera sau, bao gồm một camera chính có độ phân giải 13MP. Các cảm biến còn lại lần lượt là 8, 5 và 2MP. Mặt trước vẫn sẽ là một camera selfie với độ phân giải là 5MP. Về sức mạnh, Redmi 9 sẽ dùng chip MediaTek Helio G70 với bộ nhớ RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Giống như hai phiên bản trên, Redmi 9 cũng sẽ có một viên pin với dung lượng là 5000 mAh và được sạc nhanh qua cổng USB Type-C. Giá bán của dòng Redmi 9 này như sau. Redmi 9A sẽ có mức giá từ 100 đến 120 euro, tương đương với từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng. Redmi 9C sẽ có mức giá bán từ 130 đến 150 euro, tương đương với từ 3,3 đến 3,9 triệu đồng. Còn đối với lại Redmi 9, phiên bản cao cấp nhất sẽ có mức giá từ 160 đô, sẽ có mức giá từ 160 đến 180 euro, tương đương với từ 4,1 đến 4,7 triệu đồng. Từ game đột kích chính thức bị khai tử. Giữ vững vị trí số 1 trong thể loại game bắn súng FPS tại Việt Nam trong nhiều năm, đột kích đã trở thành một tựa game huyền thoại trong dòng game Việt online và đóng vai trò quan trọng trong làng eSports Việt. Ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 2008, đột kích ngay lập tức đã vượt lên các tựa game bắn súng khác trên thị trường để trở thành cơn sốt trong cộng đồng game thủ thời điểm đó. Năm 2009, giải đấu điện tử VEC ra đời, đột kích đã chuyển mình từ một tựa game giải trí đơn thuần thành một bộ môn thể thao điện tử chuyên nghiệp. Kể từ đó, đột kích đóng vai trò tiên phong trong việc khai phá, phổ cập và phát triển thể thao điện tử tại Việt Nam, cùng với một loạt các giải đấu từ phong trào, bán chuyên nghiệp đến quốc tế. Đồng hành cùng game thủ Việt Nam hơn một thập kỷ, đột kích là một phần thanh xuân không thể quên của hàng triệu game thủ Việt. Tựa game này đã xây dựng nên một cộng đồng game thủ lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội và hơn hết, họ cùng nhau lập nên các clan, liên minh để không chỉ thể hiện kỹ năng của bản thân với các giải đấu trong nước mà còn đem lại vinh quang cho nền eSports Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bước qua năm 2020 cũng là lúc kết thúc thời hạn hợp đồng giữa VTC Intercom và Smilegate. Công ty đã thông báo dừng dịch vụ game đột kích từ 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trong khoảng thời gian còn lại này, đột kích vẫn sẽ duy trì liên tục như bình thường. Về vấn đề tài khoản, quyền lợi của người chơi, nhà phát hành sẽ đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và sẽ có thông báo tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.